Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Honda Brio chính thức lộ diện, chờ ngày cạnh tranh với Toyota Wigo. Honda Việt Nam có một mẫu xe mới toanh ra mắt tại triển lãm ô tô Việt Nam 2018, và đó chính là Honda Brio, đối thủ mới trong phân khúc xe cỡ đô thị cỡ nhỏ, nơi Hyundai Grand i10, Kia Morning và mới nhất đây là Toyota Wigo đang làm mưa làm gió. Triển lãm ô tô Việt Nam VMS 2018 năm nay chứng kiến mẫu xe đô thị cỡ nhỏ hoàn toàn mới đến từ Honda Việt Nam, và đó chính xác là Brio như những lời đồn đoán trước đây. Hiện nay, xe đã có mặt tại triển lãm để chuẩn bị cho ngày ra mắt vào sáng ngày mai. Honda Brio hội tụ đủ hai yếu tố mà Honda Việt Nam tiết lộ là xe cỡ nhỏ, thiết kế thể thao. Thế hệ mới của mẫu xe này từng xuất hiện tại Indonesia vào tháng 4 dưới dạng concept với tên gọi Small RS Concept. Đến tháng 8 năm 2018, Honda Brio 2018 chính thức ra mắt tại Indonesia với phiên bản RS thể thao. Brio nằm ở phân khúc A, tương tự Kia Morning, Hyundai Grand i10 và mới đây nhất tại Việt Nam là Wigo của Toyota. Xe có kiểu dáng hatchback, sử dụng động cơ 1,2 lít với công suất 90 mã lực, kết hợp hộp số tự động vô cấp hoặc là hộp số sàn 5 cấp. Trang bị an toàn có hỗ trợ phanh ABS, EBD và hai túi khí. Bên trong nội thất bản cao nhất có vô lăng thể thao, màn hình cảm ứng lớn và điều hòa tự động. Chiếc Brio, Toyota đã chứng minh một mẫu xe Nhật xuất hiện muộn màng nhưng vẫn có sức bán tốt. Wigo chưa đến một tuần đầu mở bán đã tiêu thụ được 238 xe trong 5 ngày, doanh số trung bình theo ngày vượt qua Morning và bám đuổi Grand i10. Nếu Brio được bán tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn còn rất nhiều đất diễn. Brio có giá trị thương hiệu về thiết kế hiện đại ít nhất là so với Wigo. Giá xe Honda Brio tại Indonesia cao nhất là 190 triệu rupee, tương đương 293 triệu đồng. Toyota Wigo tại Việt Nam có giá cao nhất là 409 triệu đồng. Một yếu tố nữa giúp cho Brio có thể nhập được về Việt Nam là mẫu xe này được lắp ráp tại Indonesia, có cơ hội hưởng mức thuế nhập khẩu 0%. Không ít xe mới về Việt Nam năm nay có xuất xứ từ Indonesia, ví dụ như Toyota Fortuner và Mitsubishi Spander. Lượng xe nhập khẩu từ Indonesia đang tăng trưởng rất tốt, có tuần còn vượt cả xe nhập khẩu từ Thái Lan. Sự ra mắt của Honda Brio chắc chắn sẽ làm xôn xao thị trường Việt, bởi phân khúc xe hạng A từ trước đến nay vẫn là đất diễn của hai đối thủ nặng ký Kia Morning và Hyundai Grand i10. Sự xuất hiện của Toyota Wigo không làm cho Kia và Hyundai lo lắng, bởi hai mẫu xe cỡ nhỏ đô thị của Hàn Quốc hơn hẳn Toyota Wigo về tiện ích và trang bị nội thất. Nhưng cái tên Honda Brio lại là hoàn toàn khác. Đó là thương hiệu uy tín với những trang bị và tiện ích nội thất không hề đơn giản, mặc dù là cho xe hạng A. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có thông tin chính thức, nhưng tin rằng Kia và Hyundai đang nín thở để chờ xem Honda Brio mang trong mình những gì và đặc biệt là giá cả sẽ như thế nào. Nếu theo truyền thống, Honda thường đặt giá cao hơn với mức giá trị thực tế để có lợi nhuận cao nhất, thì hai thương hiệu xe Hàn còn có chỗ để thở. Nhưng nếu Honda quyết tâm lấn chiếm mạnh thị trường xe nhỏ đô thị hạng A ra giá hợp lý tầm như Toyota Wigo, thì chắc chắn Hyundai Grand i10 sẽ buộc phải mùi lòng chia thị phần với hãng xe đến từ Nhật Bản là Honda. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.